Hôm nay sư phụ sẽ chỉ cho các bạn cách nào để chúng ta múa bộ số 50 tỷ lệ trúng 8 trên 10 luôn, các bạn nghĩ thế nào? Wow. Sau khi lấy clip này các bạn học xong á, là các bạn phải làm sao A Băng múa bộ số 50 phải có tỷ lệ trúng cao. Không thể nào các bạn cứ múa đi múa lại mà hụt trái bi mục tiêu xa, thậm chí những trái mắt kiến mà các bạn múa A Băng để hụt thì không thể chấp nhận được. Đèo tin. Vỗ tay. Cho nên nhất định các bạn nào mà cảm thấy mình A Băng múa bộ số 50 chưa vững á, thì phải xem cho hết toàn bộ playlist này. Và đây là bộ số cực kỳ quan trọng, các bạn phải thành thục bộ số này. Đó là bộ số đầu tay của dân chơi Bia Ba Băng. Các bạn muốn lên chuyên nghiệp thì bạn phải đi qua phần căn bản này. Và bộ số 50 là bộ số sẽ xuất hiện rất nhiều trên 60% hình bi mà các bạn sẽ gặp trong tương lai. Ngoài ra những tình huống mà ghi đối thủ đổ bê tông đưa cho bạn một trái mắt kiến hay là những trái dầu gà như thế này mà các bạn không thể nào đấm vào trái được, các bạn phải A Băng, băng sót đi qua ba băng. Các bạn dùng bộ số 50, các bạn đánh phải u đầu hoặc là không trúng đi nữa, không chính xác trúng. Dụ như trong 10 trái các bạn A Băng có hụt 2-3 trái thì các bạn phải tống được trái của đối thủ đi và các bạn phải bắt người ta phải A Băng lại. Thì như vậy thì các bạn mới chơi video ba băng được. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Bạn sẵn sàng rồi thì qua xem clip kế tiếp.